Xin chào người xem đầu tiên, Quân Lưu chào mừng bạn trở lại với live stream của Hùng. Một trận đấu có thể nói là chung kết sớm, cuộc đối đầu giữa Đại học Thủy Lợi, cặp đôi Dương Vũ, Giang Vũ và đối thủ của họ là Học viện Kỹ thuật Quân sự, cặp đôi Long Duy. Vâng, một pha dứt điểm rất xuất sắc, cầu trong sân, điểm 20-16, Học viện Kỹ thuật Quân sự đang dẫn trước. Hello Biệu Thông, hello Bùi Đức Luân, hello Lý Tài, hello Đỗ Lợi. Chào mừng các bạn đến với trận tứ kết nội dung đôi nam giải cầu lông học sinh sinh viên tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô. Hiện tại thì cặp đôi của Học viện Kỹ thuật Quân sự Long Duy đang dẫn trước 20-16. Vâng, một pha bắt lưới rất nhanh của Vũ, điểm rút ngắn xuống còn 17-20 cho Đại học Thủy Lợi. Vâng, Giang và Vũ đang có một chút trao đổi về chiến thuật. Hello Mai Hương, hello Nam Trần, hello Nguyễn Việt Toàn. Cả hai bên đều là người quen của Hùng, bởi vậy Hùng sẽ không cổ vũ cho bên nào để... Hello anh Thành Nam, hello Đào Đức Thịnh. Vâng, một pha xử lý cầu hơi gắt của Vũ, cầu vào lưới mất rồi. Điểm 21-17. Vũ cần bình tĩnh hơn em ơi, để trận đấu được kịch tính hơn nào. Hello Thành Nam, hello Bùi Đức Chính, anh Thành Nam ơi rảnh chia sẻ giúp em với. Điểm 21-17. Phía bên kia là Đức Duy và Long, nhưng tay vợt đánh cầu rất khéo léo. Vâng, Đức Duy nổi tiếng với nội dung đơn nam, tuy nhiên trong nội dung đôi nam thì anh đánh cầu vẫn rất tốt và rất chính xác. Quá hay, có thể nói là trận chung kết sớm các bạn ạ. Rất hay, vâng. Vũ chuyên về đơn nam, Vũ chuyên về đơn nam. Nhiều người nói rằng Vũ đánh đôi không được tốt, nhưng Hùng đang thấy Vũ thể hiện một phong độ cũng rất là tốt các bạn. Hello Quý Quý, hello Bảo Nguyễn. Ok, cảm ơn Bảo Nguyễn đã vẫy tay chào Hùng. Xin chào Bảo Nguyễn. Điểm số 18-21, khoảng cách là 3 điểm. Cặp đôi đến từ Đại học Thủy Lợi, Giang Vũ vẫn đang ở thế đuổi điểm đối thủ. Hello Huân Nguyễn, rất vui được làm quen với bạn. Hello Lý Tài, cảm ơn anh đã chào Hùng. Hello Phương Hà, vâng, rất vui được làm quen với Phương Hà. Cảm ơn bạn đã chào Hùng, chào bạn nhá. Rất vui được làm quen. Vâng, điểm 22-18 cho Học viện Kỹ thuật Quân sự, cặp đôi Long Duy đối đầu với cặp đôi Giang Vũ Thủy Lợi, trận tứ kết. Có thể nói đây là trận chung kết sớm, bởi vậy các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình. Trận đấu này rất hấp dẫn. Vâng, trở lại với trận đấu, Long Học viện Kỹ thuật Quân sự phát cầu, điểm 22-18. Vâng, vẫn rất bền. Vâng, thủ cầu quá ảo. Vâng, một pha bắt cầu lơ trên lưới của Đức Duy, tuy nhiên cầu không qua lưới mất rồi. Điểm rút ngắn xuống còn 19-22 cho Đại học Thủy Lợi. Trước mặt các bạn đây, áo cam đang là chính là bạn Giang đến từ Thái Nguyên, và Vũ cũng đến từ Thái Nguyên. Hello Nguyễn Việt Cường, hello Minh Nguyễn, hello Dương Bình. Cảm ơn Dương Bình đã vẫy tay chào Hùng. Chào mừng tất cả các bạn đến với live stream của Hùng. Trận đấu tứ kết nội dung đôi nam giải cầu lông học sinh sinh viên trên cúp báo tuổi trẻ thủ đô. Trận đối đầu Học viện Kỹ thuật Quân sự và Đại học Thủy Lợi. Hiện tại thì Học viện Kỹ thuật Quân sự đang dẫn trước với điểm số 23-19. Tuy nhiên, đôi Giang Vũ của Đại học Thủy Lợi đang thi đấu với tinh thần rất quyết tâm, rất khéo léo. Vâng, rất nhanh, rất nhanh. Hùng đã từng gọi Giang là Giang Kenvin bởi vì anh có những pha bắt lưới cực kỳ nhanh và chính xác. Giang Kenvin có một pha dứt điểm trên lưới rất chính xác. Điểm rút ngắn xuống còn 20-23 cho Đại học Thủy Lợi. Có thể nói là cặp đôi Giang Vũ cũng thi đấu rất ăn ý. Vâng, rất tiếc một pha phát cầu cao. Ngay sau đó thì là một pha đập cầu rất mạnh của Long. Điểm 24-20 cho Viện Kỹ thuật Quân sự. Nếu cứ duy trì thế trận như này thì chiến thắng sẽ nghiêng sẽ về phía của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ok, Đức Long tiếp tục phát cầu. Vâng, rất hay. Lại là một pha thủ cầu không tốt của Giang Nguyên.
Điểm đã là 25-20 cho Viện Kỹ thuật Quân sự. Cố lên em ơi, làm trận đấu căng căng nào, cổ vũ cho cả hai đội luôn. Hello Việt Hưng, hello Thảo Sinh, xin chào, hello Tú An, hello Nguyễn Tuấn Huy. Rất vui để Hùng rất vui vì được mọi người ủng hộ và theo dõi live stream. Vâng, nhưng pha đập cầu không còn cơ hội nữa rồi. Điểm rút ngắn xuống còn 21-25 cho Đại học Thủy lợi. Ở giải sinh viên Hà Nội vừa rồi thì đội của Đại học Thủy lợi đã xuất sắc giành giải nhất ở nội dung đôi nam đồng đội. Có thể nói ở nội dung đồng đội, Đại học Thủy lợi đang là trường có đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên ở nội dung cá nhân thì còn rất nhiều đôi khác có thể sánh tầm với họ. Ví dụ như đôi Duy Long này chẳng hạn. Vâng, pha đập cầu rất gắt của Duy, rất chính xác, rất dứt khoát. Điểm 26-21. Hùng đã nói rồi, nếu cứ tiếp tục duy trì thế trận như này, chắc chắn đôi Giang Vũ sẽ chịu thất bại thôi. Cần có một chút nghỉ ngơi và thảo luận. Hello Nguyễn Tuấn Huy, hello Jack Nguyễn, hello Công Vũ. Chào mừng các bạn đến live stream của Hùng. Trận tứ kết nội dung đôi nam giải cầu lông học sinh sinh viên tranh cúp báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Có thể nói đây là trận chung kết sớm của giải đấu. Cuộc đối đầu giữa Học viện Kỹ thuật Quân sự và Đại học Thủy lợi. Long Duy đối đầu với Giang Vũ. Ok, em chào anh Tô Hiếu, cảm ơn anh đã có lời chào gửi đến em. Hiện tại thì các vận động viên đang nghỉ ngơi và trao đổi chiến thuật một chút. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ trở lại với trận đấu. Điểm 26-21, Đức Duy của Học viện Kỹ thuật Quân sự phát cầu. Còn cơ hội không? Vâng. Một pha cầu như thế thì không còn cơ hội cho đối thủ, bởi vì tất cả các vận động viên đều là những vận động viên rất xuất sắc. Cầu non như thế không thể thủ được. Điểm 22-26, Vũ của Đại học Thủy lợi phát cầu. Vâng, lại một pha lật lưới. Giang có dứt điểm được pha đập cầu này không? Vâng, rất tiếc, một pha chém cầu, rất lỗi của Giang, rất đáng tiếc. Hello Nguyễn Dũng, cảm ơn bạn đã vẫy tay chào Hùng. Bách Khoa đánh chưa? Hello Nam Trần. Anh không biết nhưng chắc Bách Khoa đi rồi em ơi. Hello Chen Long, hello Phạm Tuấn, hello Minh Hoàng. Vâng, toàn những người xem rất quen thuộc của Hùng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, một pha chém cầu rất khéo léo của Long, tuy nhiên cầu vẫn không qua lưới. Hello Minh Hoàng, xin chào, rất vui được làm quen với Minh Hoàng. Đây là lần đầu tiên Hùng thấy bạn xuất hiện trên Facebook của Hùng, xuất hiện trên live stream của Hùng. Hãy cho Hùng có cơ hội được làm quen với bạn. Vâng, rất hay, một pha ép cầu rất nhanh. Có thể nói nội dung đôi nam không phải là thế mạnh của Vũ. Vũ chuyên đơn hơn, Vũ của Đại học Thủy lợi. Hello Hoàng Tuấn Hưng. Ok, cảm ơn Minh Hoàng, rất vui được làm quen với em. Hello Đức Lucky. Hello Võ Công Tâm. Ok Võ Công Tâm, chào người xem mới, rất vui được làm quen với bạn. Hello Nguyễn Đăng Nam. Điểm 28-23, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đức Duy phát cầu. Vâng, họ vẫn tiếp tục duy trì điểm khoảng cách là 5 điểm, rất an toàn. Vâng, rất chính xác, rất khéo léo. 29-23, Đức Duy, Long, Học viện Kỹ thuật Quân sự. 29-23, Đức Duy phát cầu. Hello Lý Tài, đây có thể nói là trận chung kết sớm nên là anh hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng của trận đấu đi anh ơi. Hello Nguyễn Đức Bình. Ok anh Nguyễn Đăng Nam, đang làm phải ngồi xem đánh cầu ạ. Cảm ơn anh rất nhiều, anh rất nhiệt tình. Rồi một pha chém cầu rất khéo léo của Đức Duy. Giang rất chủ động trong pha cài lưới vừa rồi. Quá hay, trận đấu quá hay. Vâng, không còn cơ hội nữa rồi. 30-24, trận tứ kết giữa Học viện Kỹ thuật Quân sự và Đại học Thủy lợi. Đội Long Duy đang dẫn trước với điểm số 30-24. Chỉ một điểm nữa thôi, đội Long Duy sẽ bước chân vào trận bán kết. Trận bán kết các bạn. Trong ngày hôm nay Hùng sẽ tiếp tục live stream những trận đấu
vô cùng hấp dẫn còn lại những trận bán kết và chung kết của giải đấu cầu lông học sinh sinh viên. Vâng, quá khéo léo, pha ve cầu quá khéo léo của Long. Vâng, rất tiếc trong tình huống chém cầu vừa rồi, Long đã có một pha xử lý cầu thực sự không được tốt. Cảm ơn Thanh An đã vẫy tay chào Hùng. Hello Bùi Đức Luân, giải đánh đến mấy giờ? Ok, em qua xem Luân đi, giải đánh đến chiều cơ. Tuy nhiên qua sớm càng tốt thì sẽ được xem những trận đấu hay. Vâng. Vâng, rất xuất sắc, pha dứt điểm cuối cùng thuộc về Đức Duy của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Chúc mừng Học viện Kỹ thuật Quân sự đã giành chiến thắng với điểm số khá cách biệt, 31-24 thì phải. Giang đi rồi anh ơi. Duy Long tỏ ra rất xuất sắc, rất chính xác. Ok, chúc mừng em. Ok, đeo giày đi thích không? Rồi. Chia buồn với đôi Giang Vũ thì các anh cũng rất xuất sắc, tuy nhiên phải đối đầu với đối thủ rất mạnh ở vòng ngoài thì rất đáng tiếc trận chung kết sớm kết thúc. Rồi, hello Vũ Văn Hùng, rất vui được làm quen với bạn. Hello Đức Quang Nguyễn, hello Phú Điển. Bây giờ Hùng sẽ kết thúc live stream và tiếp tục live stream trận đấu tiếp theo. Các bạn hãy đón xem, Hùng sẽ quay máy quay lại trong vòng 2 giây thôi. Chúng ta sẽ được xem live stream tiếp.